ta, để cho tiên võ hàng lâm đô thị. Đường nhân nhai đại lực tiên võ hàng lâm hệ thống cầu theo dõi. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com. Lâm Hoành ca, hôm nay ta muốn đi công tác, ba mẹ cũng không ở, cơm tối ngươi có thể phải tự làm, cũng không thể ăn mì gói. Một cái thanh thuần ánh nắng tiểu muội nhà bên, cầm lấy hộp cơm tiện lợi, đứng ở cửa. Biết rồi, Lâm Hoành nhận lấy hộp cơm tiện lợi, thuận mồm hỏi một câu, đi đâu? Chúng ta đài trưởng, làm một ngăn võ đang tìm võ tiết mục. Để cho ta đi thăm dò xem trên thế giới có hay không võ công, vừa nói, liễu giao giao bất đắc dĩ nhún vai một cái. Loại tiết mục này, lúc trước thật nhiều đài truyền hình, livestream trực tuyến đều chơi qua, đây đài truyền hình còn chơi. Thật là nhàm chán, ta cảm thấy đánh ra tới cũng không có ai nhìn tìm võ tiết mục, trên thực tế đại chúng đều đã sớm xem qua nhìn phát chán. Không phải đi võ đang sơn, chính là đi thiếu lâm tự những này có danh tiếng địa phương, tìm tòi nghiên cứu thế giới có hay không võ công tồn tại. Tuy rằng, những môn phái này quả thật có chút bản lãnh, ví dụ như múa kiếm đánh quyền, hổ hổ sinh uy. Nhưng, cũng thuộc về người bình thường phạm trù mà bọn hắn đài truyền hình thật chính là muốn tìm được là tương tự với võ hiệp trong kịch tv mặt đã không phải người thường võ công so sánh như vượt nóc băng tường một trưởng nát đá lực nhổ ngàn cân nhưng này lại không có khác với nói mơ giữa ban ngày căn bản không thể nào tìm được cho nên liễu giao giao cảm thấy chỉ là đi đi theo quy trình đây ngăn tiết mục vừa vặn chỉ là đủ số mà thôi trong đài cũng không coi trọng nếu không làm sao sẽ để cho nàng một người mới phụ trách ký phải cẩn thận một chút lâm hoành gật đầu một cái cũng căn dặn một câu biết rồi ta chính là biết tán thủ liễu dao dao le cái lưỡi nhỏ một cái ngang ngược giá giá quả đấm lúc cười lộ ra một đôi răng nanh nhỏ rất là đáng yêu đều lớn như vậy một chút không có thay đổi lâm hoành bất đắc dĩ cười cười Liễu Giao Giao cũng không phải hắn thân muội muội, mà là nhà hàng xóm nữ nhi. Vừa chuyển lúc tới, nhà hàng xóm gặp nạn phỉ chiếu cố, Liễu Giao Giao một nhà ba người đều bị trói. Thật may, bị Lâm Hoành phát hiện động tĩnh, cũng lợi dụng một ít tiểu kế mưu, đem hai cái cướp cho đánh ngất, giúp đỡ Liễu Giao Giao một nhà ba người. Dẫn đến, nhà hàng xóm phu phụ, cứng rắn phải đem Liễu Giao Giao gả cho hắn, cũng cực lực kết hợp phía sau liễu dao dao ra mặt mỏng không có đáp ứng mới biến thành lâm hoành muội muội kết nghĩa mặc dù là không có liên hệ máu mủ muội muội kết nghĩa bất quá hai người quan hệ cực tốt tại đây lâm hoành vô thân vô cố có một một cách tinh quái muội muội tự nhiên phi thường sủng ái được á ta trở về đi thu dọn đồ đạc rồi lâm hoành ca gặp lại liễu dao dao ngọt ngào cười sau đó phất phất tay chuyển thân rời khỏi vừa mới trở lại bên cạnh nhà mình tại không có ai thấy địa phương nàng lúc này mới không nhịn được dùng sức dậm chân nguy rồi lâm hoành ca ca càng xem càng đẹp trai càng ngày càng động lòng lúc ấy phụ mẫu kết hợp hai ta thời điểm ta làm sao xấu hổ cự tuyệt ta hối quá hối hận hiện tại là làm ca ca nàng được làm gì mới có thể biến thành tình ca ca a à. liễu giao giao vẻ mặt khóc không ra nước mắt nện ngực hối hận mà bên này, Lâm Hoành sau khi đóng cửa, trở lại phòng khách ngồi xuống. Đem hộp cơm đặt lên bàn sau đó, thử nghiệm tâm niệm vừa động, ở trong đầu gọi một câu. "Hệ thống, kích hoạt bên trong 99%." Chỉ thiếu một chút xíu rồi, Lâm Hoành cặp mắt tinh mang thoáng qua. Tại đây cũng không lúc trước địa cầu, mà là một cái khác thế giới song song Lam Tinh, cùng địa cầu vô cùng giống nhau mà hắn, là xuyên Việt giả, trên người mặc đi tới bên này, vô thân vô cố, không chỗ nương tựa. Nhưng bằng cá nhân thông minh cùng giao tranh, chỉ tốn 2 năm, liền tại giới tài chính kiếm lời lớn. Nhân sinh đỉnh phong thì, thậm chí cầm lấy quốc gia thập đại thanh niên kiệt xuất, thanh niên phú hào bảng top 10, thế giới đầu tư tân tinh chờ danh sơn. Cuối cùng, tại 25 tuổi, người khác còn đang giao tranh niên kỷ hắn đã cầm lấy mười mấy cái ức tiền gửi ngân hàng, vinh quang về hưu. Hiện tại, trở thành một thân một mình ở ba tầng sang trọng biệt thự Phú Hào Trạch Nam. Rất nhiều người còn đang thương tiếc một khỏa tài chính tân tinh cứ như vậy biến nơi ở xa suốt tinh thần. Nhưng tình huống thực tế, chỉ có hắn tự mình biết. Hắn cũng không phải biến nơi ở rồi, mà là một mực chờ đợi hệ thống kích hoạt tận lực giảm bớt cùng người tiếp xúc mà thôi hệ thống kích hoạt bên trong. 100% hoàn nghênh sử dụng tiên võ hàng lâm hệ thống, tưởng thường tân thủ gói quà một cái. Có mở ra hay không, rốt cuộc đã tới, lâm hoành vui vẻ. Bất quá, cũng không có vội vã mở ra tân thủ gói quà. Là của hắn, chạy không thoát. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là biết rõ cái hệ thống này tác dụng lâm hoành từ trên thân lấy ra một tờ bản thảo giấy bản thảo trên giấy ít nhất có gần trăm cái vấn đề lâm hoành bắt đầu ấn lấy mình đã sớm nghĩ xong vấn đề từng cái từng cái hỏi thăm hỏi ý kiến cái hệ thống này sau một giờ lâm hoành toàn bộ hiểu rõ sau đó tìm ra cái bật lửa đem tấm này bản thảo giấy thiêu thành cho tàn không lưu một chút vết tích cái hệ thống này, là tiên võ hàng lâm hệ thống, chỉ cần để cho đại chúng phàm nhân tin tưởng tiên võ tồn tại, liền có thể thu hoạch điểm tính ngưỡng. Mà điểm tính ngưỡng, tất có thể trao đổi các loại các dạng công pháp tiên pháp bảo vật đạo cụ. Hơn nữa, túc chủ có thể dẫn đạo mọi người tu luyện tiên võ. Chỉ cần là bị túc chủ dẫn đạo người tu luyện, mỗi ngày tu luyện thực lực đề thăng, đều đem phản hồi một phần trăm cho túc chủ. Cái này nhìn như rất ít thực tế lại cực kỳ khủng bố. Nếu như toàn thế giới đều bị Lâm Hoành dẫn đạo tu luyện tiên võ, như vậy cho dù một người mỗi ngày chỉ cung cấp một đạo chân khí. Nhân với 60 ức người lớn như vậy cơ số, Lâm Hoành một ngày liền có thể thu được 60 ức đạo chân khí. Bất quá, dẫn đạo toàn thế giới tu luyện tiên võ, công trình lớn như vậy cũng không dễ dàng mở ra tân thủ gói quả lớn phải biết tất cả sau đó tân thủ gói quả lớn tự nhiên không thể bỏ qua mở ra tân thủ gói quả lớn thu được ngẫu nhiên vật phẩm truyền tống phù sao ba thu được ngẫu nhiên công pháp thanh phong độ thu được ngẫu nhiên công pháp thiên nhân thiên diện truyền tống phù nói rõ tiêu hao một tấm truyền tống phù có thể truyền tống túc chủ đến toàn bộ đi qua địa phương thanh phong độ nói rõ thân pháp loại công pháp có thể đạp gió mà đi đầy bậc có thể không gió lên trời thiên nhân thiên diện nói rõ biến ảo biến dạng sửa đổi xương cốt khuôn mặt y phục khí chất đây hữu dụng nhất vẫn là thiên nhân thiên diện lâm hoành nhíu mày cười muốn khắp nơi chế tạo tiên võ hàng lâm để cho mọi người tin phục sùng bái lại phải che giấu mình không bại lộ mình đương nhiên phải đổi một bộ dáng nếu là không có thiên nhân thiên diện, vậy cho dù là che mặt hành động, cũng sẽ bị người lợi hại hoặc thế lực thông qua chiều cao, hình thể tra ra. Mà có thiên nhân thiên diện, tự nhiên không cần lo lắng. Hiện tại, trong tay hắn chỉ có thanh phong độ một cái kỹ năng. Điểm tính ngưỡng là số không không có những công pháp khác có thể cung cấp trao đổi. Muốn dẫn tới lớn nhất oanh động, tự nhiên phải thật tốt mưu đồ một loại. Đúng rồi liễu giao giao nói qua nàng ngày mai muốn đi võ đăng sơn tìm võ võ đăng sơn bên trên đều là bình thường quyền cước múa kiếm đại khái tỷ số nàng biết không công mà về nếu dạng này vậy ta sẽ đưa nàng một đề tài thuận tiện mượn nàng chỗ ở đài truyền hình truyền bá ra ngoài để cho mình muội muội kết nghĩa biến thành công cụ của mình người lâm hoành suy nghĩ một chút cảm thấy cũng còn có thể ngay sau đó, sử dụng thiên nhân thiên diện công pháp. Hướng theo lâm hoành tâm niệm vừa động, gương mặt của hắn trở nên mười phần xinh xắn, trắng nõn, giống như trong tranh đi ra văn nhã thư sinh. Mà chiều cao, lâm hoành giảm thấp xuống 3 cm. Hắn nguyên bản có 1m85, hiện tại biến thành 1m82. Tiếp đó, quần áo trên người, biến thành toàn thân đạo bào màu trắng đen, biểu tượng âm dương lưỡng nghi một thanh cổ điển dài ba xích kiếm treo ở sau lưng một cổ tiên linh khí tức từ lâm hoành trên thân tràn ngập bộ này bề ngoài nếu như ném vào minh tinh trong vòng sợ là có thể một ngày vòng phấn một trăm vạn ngàn vạn rồi đẹp trai không giống như là phàm trần người thật sự có cổ tiên nhân khí chàng bộ dáng tiếp theo chính là đi tới võ đăng sơn chế tạo dị tượng rồi lâm hoành dùng một tấm truyền tống phù nhất thời cả người biến mất tại tại chỗ triệt để không thấy bóng dáng quyển sách liên quan đến thành phố tên người địa điểm tên vv vì tác giả hư cấu phát sinh ở song song vũ trụ lam tinh nếu có trùng hợp cắt thuộc trùng hợp xin chớ dò số chỗ ngồi sách mới tuyên bố ngày đầu thành tích chính là quyển sách này mệnh cầu theo dõi thêm kệ sách thăng cầu kim đậu cầu phiếu đánh giá cầu khen thưởng cầu bình luận vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ ta để cho tiên võ hàng lâm đô thị đường nhân nhai đại lực năm nghìn một tháng bao ăn bao ở cầu theo dõi nghe chọn bộ tại mê truyện audio com võ đăng sơn bên trên đài truyền hình phỏng vấn phái ra chuyên môn một chiếc phỏng vấn xe liễu giao giao cùng nhiếp ảnh ra hai người, tốn hơn 3 giờ, chạy thẳng tới võ đăng sơn. Võ đăng sơn độ cao so với mặt biển 1,600 m Tại đây, nguyện ý có thể trèo sơn thượng. Nhớ bớt chuyện, thậm chí có thể lái xe, hoặc là ngồi xe cáp lên núi. Ngược lại có nhà nước trả thanh toán, liễu giao giao không chút do dự lựa chọn ngồi xe cáp lên núi. Xe cáp trực tiếp đem hai người đưa đến phái võ đương cửa lớn các vị, hoàn nghênh thưởng thức võ đang tìm võ ta là người chủ chỉ liễu giao giao. Mọi người cũng sẽ không xa lạ, Trương Tam Phong thành lập võ đang phái sau đó, đến bây giờ đã có mấy trăm năm lịch sử, vô luận là thái cực quyền vẫn là thái cực kiếm, đều có một loại sắc thái thần bí. Tuy rằng chúng ta tại công viên thấy, đều là chậm rãi, nhìn như không có chút nào uy lực giả bà thức, nhưng thật là dạng này sao, để cho chúng ta cùng nhau đi vào xem có tồn tại hay không chúng ta trong tưởng tượng chân chính võ công liễu giao giao là chủ trì tốt nghiệp chuyên nghiệp nói chuyện mười phần tiêu chuẩn lại lưu loát tuy rằng đây ngăn tiết mục trong đài mặt cũng không coi trọng nhưng nàng vẫn là tận tâm tận lực chủ trì nói xong một đống giới thiệu nói sau đó liền là hôm nay chính thức bữa tiệc lớn nàng mang theo nhiếp ảnh ra đi vào võ đang phái bên trong lui tới ngoại trừ du khách cũng không thiếu thân mặc đạo bào đạo sĩ thường xuyên có người dẫn chương trình cùng người chủ trì đến phỏng vấn, cho nên đối mặt liễu giao giao cái này đột nhiên viếng thăm phóng viên. Cũng không có ai sẽ qua qua ngoài ý muốn. Một lát sau, võ đăng sơn hiện nhâm trưởng môn, một cái Rear mép hoa dâm, hơi có mấy phần linh khí lão ra ra, liền tại hai cái đệ tử nâng đỡ, đi ra. Mà sau lưng, còn đi theo bốn, năm tên thân mặc đạo bào võ đăng phái đệ tử ta là võ đang phái thứ 87 thay trưởng môn, Trương Kiếm Phong. Trương Kiếm Phong sau khi ra ngoài, ôm quyền chắp tay, hơi có mấy phần đại sư phong độ. Vì để tránh cho nói nhầm, bồi xấu võ đang hình tượng, một loại có đại người dẫn chương trình hoặc là ký giả đài truyền hình qua đây, đều là do trưởng môn, tự mình tiếp đãi. Trương trưởng môn chào ngươi, ta là tinh tinh phóng viên đài truyền hình, ta gọi là liễu giao giao hôm nay chúng ta mục đích tới nơi này chính là vì tìm tòi nghiên cứu võ công tồn tại liễu giao giao lễ phép đáp lại một câu võ công đúng không cái này dễ trương kiếm phong hiền hòa cười cười sau đó nhìn hướng về phía sau một cái thật thà nam tử cho vị tiểu thư này đánh một bộ thái cực quyền múa một bộ thái cực kiếm vâng sư phó thật thà nam tử đứng ra sau đó đi đến chỗ trống trải máy quay phim ống kính tự nhiên cũng nhắm ngay hắn hô thật thà nam từ hai tay bắt đầu vũ động mỗi một quyền đánh ra đều có quét soạt tiếng gió hơi có mấy phần uy lực đánh quyền xong hắn lại cầm trường kiếm lên trường kiếm vũ động đồng dạng có thương thương tiếng kiếm reo chỉ là liễu dao dao nhìn thấy cảm thấy có chút nhàm chán những thứ này nàng đã sớm tại truyền hình trên internet xem qua đã không biết bao nhiêu lần quyền này sợ rằng vẫn không đánh thắng một cái chuyên nghiệp võ sĩ đấu quyền kiếm này còn không bằng một tên đại hán cầm đao chém nàng muốn tìm là loại kia chỉ tồn tại ở tiểu thuyết có thể khai sơn phá thạch vượt nóc băng tường võ công kiên nhẫn sau khi xem xong liễu giao giao phối hợp vỗ vỗ tay lợi hại ấy, trương trưởng môn chúng ta có thể không thể tự ý vào trong tùy tiện đi dạo. Nếu mà đơn giản như vậy, là có thể tra xét đến võ công. Như vậy vòng đều không tới phiên nàng. Cho nên liễu giao giao cảm thấy, muốn tìm được thật võ công, phải tự mình len lén đi tìm. Còn muốn đi dạo sao, trương kiếm phong thoáng sửng sốt một chút, sau đó gật đầu một cái chúng ta võ đăng phái bản thân liền là mặt hướng toàn bộ người cởi mở tự nhiên có thể tùy tiện đi dạo cần thiết ta để cho người mang dẫn ngươi thuận tiện ở một bên giới thiệu cho ngươi sao không cần bản thân chúng ta tản bộ là được liễu giao giao liền vội vàng lắc đầu vậy được rồi có cần gì lại liên lạc cảm ơn trương trưởng môn cáo biệt trương kiếm phong sau đó liễu giao giao mang theo nhiếp ảnh ra đi dạo lên võ đăng phái dọc theo đường đi, liễu giao giao sẽ quan sát lui tới đạo sĩ. Chỉ là, phòng vấn hảo mười mấy cái đạo sĩ, cũng không có một cái có thể nắm giữ chân chính lợi hại võ công. Thậm chí đừng nói là võ công, bây giờ phái võ đương đạo sĩ, ngay cả nắm giữ chính tông đạo thống truyền thừa đều rất ít. Một bộ phận lớn đạo sĩ, đều là chính quy sau khi tốt nghiệp, thông qua khảo hạch đến công việc này giả đạo sĩ. Liễu tỷ, chúng ta từ bỏ đi, ta trở về tùy tiện kéo kéo video, giao nộp là được. Chuyên viên quay phim gánh vác máy chụp hình một mực chạy, đã hơi mệt chút. Ngược lại, phía trên cũng không coi trọng, hà tất nghiêm túc như vậy. Được rồi, kia chúng ta trở về đi thôi. Đợi một hồi, nơi này là, liễu giao giao vừa gật đầu muốn thả vứt bỏ, lại đột nhiên dừng bước ánh mắt nhìn về phía đây bốn phía. Nguyên lai, bất chi bất giác, hai người bọn họ cơ hồ đi dạo hết toàn bộ phái võ đương đạo quán. Hiện tại hai người vị trí, nằm ở phái võ đương cửa sau. Tại đây, mới trồng không ít mấy trăm năm lớn tuổi cổ thụ, đầy đất lá rụng Mà tại cách đó không xa, một cái mặc lên giản dị đạo bào, cầm lấy cây trồi tóc trắng dâu dài lão ra ra. Chính đang chậm rãi quét lá rụng tuy rằng, không có chút nào dị thường, có thể đại đạo đơn giản nhất, phản phát quy chân. Đây tóc trắng dâu dài lão ra ra cho người cảm giác, ngược lại có loại ẩn sĩ phong độ của cao nhân. Chẳng lẽ, thật là cao nhân, liễu dao dao hai tròng mắt hơi co rụt lại, khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng qua một tia rõ ràng vô cùng kinh ngạc. Kềm chế hưng phấn, liễu dao dao cầm lấy micro lại gần đi lên vì để tránh cho quấy rối cao nhân, tại hết mấy bước địa phương xa, nàng trước hết dừng bước lại, rất là lễ phép. Xin hỏi vị đạo trưởng này, ngài là tại võ đang phái ngây người mấy thập niên lão tiền bối sao, nghe thấy câu hỏi. Tóc trắng dâu dài lão ra ra quay đầu lại, khẽ vuốt một hồi hoa dâm ria mép, cặp mắt tràn đầy người từng trải cơ trí, nhìn thấy liễu dao dao. Cái kia, ngài nói, liễu dao dao toàn bộ trở nên khẩn trương chuyên viên quay phim cũng liền tranh thủ máy quay phim nhắm ngay lão ra ra, ống kính tập trung, không dám chút nào nghiêng về. Tóc trắng dâu dài lão ra ra một hồi, sau đó lắc đầu một cái, ta mới đến võ đang phái một tháng, phụ trách quét dọn đình viện vệ sinh, lương tháng năm nghìn, bao ăn bao ở. Sách mới tuyên bố, ngày đầu thành tích chính là quyển sách này mệnh, cầu theo dõi thêm kệ sách, thăng cầu kim đậu, cầu phiếu đánh giá, cầu khen thưởng, cầu bình luận ta để cho tiên võ hàng lâm đô thị đường nhân nhai đại lực đạp gió mà đi đăng thiên mà lên cầu theo dõi nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com chỉ là đi làm liễu giao giao toàn bộ biểu tình ngưng kết đúng nha ta còn có địa phương không có quét trước tiên không tán gẫu nữa lão ra ra phất phất tay hắn đối mặt với ống kính còn có một cổ quẫn bách bất an cảm giác khẩn trương thoáng cái, mới vừa cao nhân bộ dáng, trở nên không còn sót lại chút gì. Mà trả lời sau đó, lão ra ra mang theo cây trổi, lại đến những địa phương khác quét dọn đi tới. Liễu tỷ đều nói không có cao nhân, ngươi còn không tin. Chuyên viên quay phim đem máy quay phim thả xuống, có chút oán trách. Hắn đều ở chỗ này lãng phí rất nhiều thời gian rồi nếu như đổi một không nghiêm túc như vậy phóng viên tùy tiện đập ít đồ giao nộp toàn bộ quá trình cũng không cần hao tốn vượt qua một giờ được rồi nếu đi khắp vậy chúng ta liền liễu giao giao đang muốn đề xuất trở về chỉ là ánh mắt vượt qua cửa sau nhìn về phía bên ngoài bên ngoài có một đầu không có trải viên đá vừa vặn chỉ là gò đất đường núi tiểu đạo thông thẳng trên núi ở cửa sau nơi, có ghi đến chú ý an toàn khẩu hiệu. Con đường này, đi thông võ đang sơn hậu sơn vách đá. Chúng ta lại đi tại đây xem, không có đi trở về, liễu giao giao nói xong, cầm lấy micro liền đi ra cửa sau. Chuyên viên quay phim tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là được mang theo máy chụp hình đuổi theo. Đây con đường nhỏ, cũng không phải tốt như vậy đi. Hơn nữa, tại đây không có một bóng người, mười phần tĩnh lặng hai người tốn tiếp cận hơn nửa canh giờ mới lật đến cực điểm nhất mà ở phía trước xa mấy chục bước địa phương chính là võ đang sơn sườn đồi ngắm nhìn xuống mặc dù cao gần ngàn mét đây nếu là trượt chân rơi xuống hết không có thể còn sống bất quá đằng trước cũng không có đường liễu tỷ thỏa mãn đi chuyên viên quay phim thúc giục một tiếng ôm lấy máy quay phim đến leo núi hắn đã sớm mồ hôi đầy người rồi Ừm, Liễu Dao dao gật đầu một cái, sau đó cầm ống nói lên, chỉnh sửa một chút nghi dung. Đi khắp Võ Đang Sơn phái Võ Đường đạo quán, cũng không có phát hiện bất luận cái gì một tia truyền thuyết bên trong Võ công tung tích, hiện tại chúng ta đã đi hết Võ Đang Sơn. Đằng trước chỉ còn xuống vách đá, từ đó có thể biết, Võ Đang phái không tồn tại bất kỳ võ công gì, dứt tiếng. Sao sao tại hai người bọn họ sau lưng truyền đến một hồi chân đạp đường núi thanh âm rất nhỏ chỉ thấy một cái thân mặc đạo bào nam tử ra bọn hắn bây giờ sau lưng hai người quay đầu nhìn lại phát hiện người này áo khoác so với phái võ đương những người khác muốn có vẻ càng thêm linh khí cổ điển mấy phần bộ kia khuôn mặt tuy rằng là người hiện đại kiều tóc có thể vừa vặn chỉ là nhìn lâu mấy lần một cổ linh khí phả vào mặt một chữ tiên. Nếu như thế giới thật có chân tiên, như vậy nhất định là người này trước mặt. Liễu giao giao nội tâm chấn động. Chuyên viên quay phim càng là hoảng sợ không nói ra lời. Còn chưa mở miệng, lâm hoành hình tượng liền chấn nhiếp hai người. Rất lâu, liễu giao giao giật mình một cái, trên mặt nghi hoặc sâu hơn. Hai người bọn họ leo lên núi, đi qua đường núi, dày quần, đều dính đầy đất vàng cho bụi. Mà vị đạo sĩ này, toàn thân đạo bào màu trắng đen, trong suốt vô cùng. Ngay cả một tia bụi đất, cũng không có nhiễm. Đây, rốt cuộc là làm sao đi lên? Nàng chưa kịp có phản ứng, chỉ thấy đây hắc bạch đạo bào đạo sĩ, đi về phía trước đến. Bước chân rất nhẹ, cũng rất thận trọng. Đi mấy bước, đến liễu dao dao cùng nhiếp ảnh ra chỗ đứng, đứng tại võ đang sơn bên cạnh vách đá vừa vặn có một tiểu đạo trưởng, chúng ta liền đem hắn làm vì chúng ta vị trí cuối cùng phỏng vấn đối tượng đi, liễu giao giao cầm lấy micro, tới gần một bước. Cũng đem lời ống, đưa tới. Vị đạo trưởng này chào ngươi, xin hỏi ngươi cảm thấy ta, để cho tiên võ hàng lâm đô thị. Đường nhân nhai đại lực thật đúng là có tiên nhân hay sao, cầu theo dõi. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com. Một lúc lâu, liễu giao giao đánh vỡ trầm mặc vừa mới, người thấy chưa, nàng vẫn không dám tin chắc, sợ hãi là mình nhìn lầm rồi. Thấy được, thật sự là gặp quỷ. Nhiếp ảnh ra nuốt nước miếng một cái, mặt đầy mồ hôi hột, sau lưng càng bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đều là mới vừa bị sợ đi ra ngoài. Không, không phải gặp quỷ mà là thấy tiên rồi. Liễu giao giao hưng phấn thân thể hơi phát run lần này võ đăng sơn chuyến đi không thể không đoán mà là mạnh mẽ đoán sợ là sẽ phải phá vỡ toàn thế giới vốn có quan niệm đại mạnh mẽ đoán nhanh chúng ta mau trở về đem tài liệu thực tế đưa cho đài trưởng liễu giao giao phân phó một tiếng sau đó mang theo nhiếp ảnh ra vội vã liền đi xuống núi hải thị lâm hoành ba tầng bên trong biệt thự phòng khách nơi không gian một hồi sóng gợn sau đó lâm hoành thân hình từ từ xuất hiện hắn hiện tại còn duy trì đạo sĩ bộ dáng chỉ có điều một lát sau đạo sĩ đạo bào tiêu tán biến trở về người bình thường ăn mặc mà gương mặt cùng vóc dáng cũng trở về hình dáng ban đầu trên thân tiên linh khí tức cũng thay đổi được không còn sót lại chút gì hoàn toàn thay đổi trở về hô lâm hoành hô hấp thoáng ồm ồm thêm vài phần mới mới nhập môn thanh phong độ chỉ là sử dụng mấy phút liền tiêu hao không ít thể lực lấy hắn bây giờ tố chất thân thể, có thể sử dụng 10 phút thanh phong độ, đã là cực hạn. Muốn thời gian dài sử dụng, trừ phi sử dụng điểm tính ngưỡng, đem thanh phong độ đề thăng đến đầy bậc. Đẳng cấp càng cao, tiêu hao càng ít, hơn nữa tốc độ cũng sẽ nhanh hơn. Hiện tại nhập môn thanh phong độ, cần thiết đạp gió mà đi. Mà đầy bậc thanh phong độ, không gió cũng có thể đăng thiên mà lên. Lúc này, trong đầu hai đạo nhỏ xíu động tĩnh truyền đến. Ken, chúc mừng ngài thu được đến từ liễu giao giao điểm tính ngưỡng 100 điểm. Ken, chúc mừng ngài thu được đến từ trương tam ca điểm tính ngưỡng 100 điểm. Hai người bọn họ, cung cấp 200 điểm điểm tính ngưỡng, Lâm Hoành vừa mới nhảy xuống vách đá, đạp gió lên thời điểm. Cố ý tìm tốt hơn quay phim, tương đối dễ dàng bị quan sát góc độ. Tiếp đó, vì duy trì cảm giác thần bí, lại đa dụng rồi một tấm truyền tống phù, trực tiếp truyền về ra. Xem ra, hiệu quả không tệ. Ít nhất, liễu giao giao cùng người nhiếp ảnh ra kia, đều tin rồi. Đây 200 điểm điểm tính ngưỡng cũng không cao, cũng không có thứ gì hảo đổi. Nhưng Lâm Hoành coi trọng, là liễu giao giao dẫn đài truyền hình, tại trong đài truyền hình mặt tạo thành oanh động. Tiếp theo có thể chỉ xem ngươi biểu hiện, Lâm Hoành nhếch miệng cười. Bên kia, đã bị trở thành công cụ người liễu giao giao không biết chút nào. Nàng đang mang theo quay phim xong tài liệu thực tế, ngựa không dừng vào hướng đài truyền hình đuổi. Xe một đường chạy nhanh, rốt cuộc trước ở trước khi tan việc nửa giờ, đến đài truyền hình dưới lầu. Nhiếp ảnh ra đi dừng xe, mà liễu giao giao chính là mang theo tài liệu thực tế, trực tiếp chạy tới đài trưởng văn phòng ầm một tiếng vang trầm đục, đài trưởng cửa phòng làm việc bị thô bạo trực tiếp đẩy ra. Đang đang xem tivi, chiếc tỷ lệ người xem tư liệu đài trưởng bị động tĩnh sợ hết hồn, liền bận rộn ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa. Liễu giao giao, người nôn nóng như vậy muốn làm gì? Không phải cho người đi võ đang sơn đập đồng thời tìm võ tiết mục sao? Người tính tình này, lần sau ta được tìm ngươi ba nói rõ ràng nói đài trưởng cau mày có chút bất đắc dĩ đây tinh tinh đài truyền hình đài trưởng gọi dư thiết hùng là liễu dao dao ba nàng lão hữu cho nên đối với cái này cùng hắn rất gần gũi giống như là chất nữ y hệt liễu dao dao hắn cũng không có biện pháp gì quay xong đầy đủ tại đây dư thúc ngươi mau nhìn xem liễu dao dao vội vàng đem usb đặt ở đài trưởng trên bàn làm việc nhanh như vậy bất quá ngươi thời gian còn nhiều hơn không cần phải gấp lại thả một hai tháng có thể dùng để chống đỡ một hồi lượng ngăn tiết mục tiếp nhận không đương hiện tại cũng sắp tan việc ngươi đi về trước đi ngày mai ta nhìn thêm chút nữa đài trưởng không nóng này khoát khoát tay ứng phó một tiếng sau đó đem trên mặt bàn tài liệu sửa sang một chút chuẩn bị tan việc không phải, đài trưởng, chúng ta lần này thật chụp tới tiên nhân, liễu giao giao mạnh mẽ vỗ bàn một cái. Cũng lười nói nhảm, tin tức này quá có lực trùng kích, lại nhảy nói nhiều hơn nữa, cũng sẽ không có người tin. Chẳng, trực tiếp đem đồ vật thả ra cho đài trưởng xem. Ngay sau đó, nàng tiến đến, trực tiếp cầm lên USB, cắm vào đài trưởng trước mặt máy tính. Sau đó, di chuyển con chuột, mở ra tài liệu thực tế, tài liệu thực tế từ võ đang phái vào cửa bắt đầu phát ra ngươi còn nôn nóng như vậy bất quá chủ trì được không tồi nhìn thấy liễu dao dao tại ống kính biểu hiện dư đài trưởng khẽ gật đầu tuy rằng còn rất nhiều tì vết nào bất quá với tư cách một người mới có thể biểu hiện như thế đã hợp cách ngược lại võ đang phái cũng không có cái gì dễ quay đánh một chút quyền, múa múa kiếm, còn có loại kia từ trên hướng xuống, nhảy cao 2, 3 mét gọi là khinh công. Sớm đã nhìn quen rồi. Thì tùy xem quên đi, đợi một hồi nhìn xong lại tùy tiện khen mấy câu, ứng phó ứng phó liễu giao giao được. Tránh cho đà kích người mới tự tin. Hơn nữa, chẳng lẽ thật vẫn chụp tới cái gì tiên nhân hay sao? sách mới tuyên bố ngày đầu thành tích chính là quyển sách này mệnh cầu theo dõi thêm kệ sách thăng cầu kim đậu cầu phiếu đánh giá cầu khen thưởng cầu bình luận đóng hoặc đơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ ta để cho tiên võ hàng lâm đô thị đường nhân nhai đại lực ba đầu tuyên bố, cực lớn tin tức mới, cầu theo dõi. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com, liễu giao giao, dư thúc, những này không cần thiết nhìn, ngươi kéo dài tới cuối cùng khoảng 6 phút, cuối cùng 6 phút, nhìn liễu giao giao vội vàng bộ dáng dư đài trưởng nội tâm càng là một hồi bật cười. Tiểu nữ sinh chính là tiểu nữ sinh, kia phái võ đường giả bà thức thật đúng là dỗ lại nàng. Một bên thầm vui, dư đài trưởng vừa đem đường tiến độ, kéo tới sau cùng 6 phút. Bên trong ống kính, xuất hiện liễu dao dao bóng lưng. Từ hoàn cảnh đến xem, hai người chính đang leo núi. Hơn nữa, đã là phần đuôi rồi. Hai người bước lên võ đang sơn bên vách đá. Ống kính, trả lại cho một hồi vách đá toàn cảnh, đầy độ cao 10 phần kinh người hơn 1.600 mét độ cao so với mặt biển, thậm chí đi xuống còn có thể nhìn thấy nhiều đóa mây trắng. Đi khắp võ đăng sơn phái võ đường đạo quán, cũng không có phát hiện bất luận cái gì một tia truyền thuyết bên trong võ công tung tích, hiện tại chúng ta đã đi hết võ đăng sơn. Đằng trước chỉ còn xuống vách đá, từ đó có thể biết. Võ đăng phái không tồn tại bất kỳ võ công gì, bên trong ống kính, liễu giao giao đã nói ra lời kết mà đón lấy ống kính thoáng xoay chuyển lại chỉ thấy một đạo mới thân ảnh xuất hiện ở bên trong ống kính là một cái nam tử toàn thân đạo bào một thanh trường kiếm phiêu giật siêu nhiên khí chất không tầm thường đáng tiếc đây nếu là không làm đạo sĩ đến làm minh tinh đài truyền hình chúng ta cũng có thể nâng một cái tiểu thịt tươi đi ra loại này tướng mạo không thể không nói quả thực thỉnh cầu vui cho dù là dư thiết hùng dạng này trưởng đài truyền hình lan lộn qua làng giải trí mười mấy hai mươi năm người hắn nhìn đều cảm thấy vô cùng đẹp mắt dạng này nam tử đặt ở làng giải trí nhàn chị cũng có thể xếp vào ba vị trí đầu thậm chí thận trọng đứng đệ nhất cũng có chút ít khả năng hơi tuyên truyền một hồi lừa cái mấy triệu tiểu mê đắm chút nào không thành vấn đề võ công trên thế giới này làm sao có thể tồn tại võ công Lúc này, bên trong ống kính tiểu đạo sĩ trả lời một câu. Câu trả lời này, tại Dư Thiết Hùng trong dự liệu. Chỉ là, để cho hắn bất ngờ chính là, vừa mới trả lời xong, ống kính đặc tả còn chưa từ tiểu đạo sĩ trên thân rời đi. Lại chỉ gặp, đây tiểu đạo sĩ hướng bên vách đá đi tới. Hắn muốn làm gì, dư đài trưởng trợn to cặp mắt tại hắn khẩn trương nhìn chăm chú bên trong, đầy tiểu đạo sĩ, vậy mà trực tiếp từ trên vách đá nhảy xuống. Người chết, dư đài trưởng bị dọa sợ đến nhảy. Chỉ là, không chờ hắn hỏi thăm liễu giao giao cụ thể. Lại chỉ thấy, tại bên trong ống kính, rõ ràng bắt đến một đạo thân ảnh. Đạo thân ảnh này, không có rơi xuống. Đạo bào màu trắng đen, ống tay áo không gió mà chuyển động. Mà khoa trương nhất phải đây đạo sĩ, hẳn là đạp lên hư không, đăng thiên mà lên. Bay, bay 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 lên, dư đài trưởng thoáng cái trở nên lời nói không có mạch lạc, tiếp cận hù dọa sững sờ. Mà một màn này, vừa vặn xuất hiện mười mấy giây đồng hồ, liền trực tiếp biến mất không thấy. Đây đây đây, đây không phải là giả sao, dư đài trưởng cặp mắt tràn đầy kinh hoàng, nhìn về phía liễu giao giao. Dư thúc, đài trưởng người cảm thấy, đây là giả sao, liễu giao giao vẻ mặt trịnh trọng nhìn thấy Dư Thiết Hùng. Cái video này tài liệu thực tế ẩn chứa ý nghĩa. Nàng rất rõ ràng, cho nên mới không thể không liên tục xác nhận. Quay phim không thể nào là giả, dư đài trưởng lẩm bẩm một tiếng. Đây tài liệu thực tế quay phim, không có trải qua biên tập, hết thảy đều là nguyên sinh thái. Lấy hắn ánh mắt chuyên nghiệp đến xem video không có làm khả năng giả. Không thể nào là đặc hiệu. Vậy có thể là ma thuật. Dư đài trưởng liền tranh thủ tài liệu thực tế, dẫn nhập rồi chuyên nghiệp video biên tập phần mềm. Sau đó, một giây phân ra cặn kẽ nhất 48 tránh, mỗi một tránh đều cực kỳ nghiêm túc quan sát. Không có, không có một chút đạo cụ tồn tại vết tích. Vì để tránh cho bỏ sót, hắn còn đem mấy phút đồng hồ này tài liệu thực tế kéo đi ra, phát cho một cái bằng hữu thân thiết. Trong nước cao cấp nhất một ma thuật sư, qua một hồi lâu, kia ma thuật sư phát đến hồi phục. Video loại cỡ lớn lơ lửng ma thuật, bình thường chỉ có hai loại khả năng thực hiện, một loại là điện ảnh đặc hiệu, một loại là cần cầu đạo cụ. Bất quá tại bên vách đá căn bản không có có thể khiến dùng cần cầu, ha ha, lão dư các ngươi đài truyền hình, chuẩn bị làm ma thuật tiết mục, nhìn thấy bên kia gửi tới trả lời. Dư đài trưởng trên mặt kinh hoàng vẻ hoảng sợ nồng hơn. Khả năng thứ nhất, hắn đã loại bỏ, không thể nào là điện ảnh đặc hiệu. Mà loại thứ hai càng không khả năng. Phải biết, võ đang sơn độ cao so với mặt biển mấy ngàn thước, căn bản không thể nào có mấy ngàn thước cần cầu, để hoàn thành đây ma thuật. Nói cách khác, đây không phải là ma thuật, cũng không phải đặc hiệu. Mà là thật ở trên trời. Bay lên rồi. Bát, dư thiết hùng mạnh mẽ vỗ bàn một cái, cặp mắt từ mới vừa kinh hoàng, trở nên vô cùng hưng phấn. Cái video này tài liệu thực tế là thật. Như vậy đại biểu một cái thiên đại tin tức mới đủ đề để bọn hắn toàn bộ đài truyền hình hưởng thụ danh tiếng toàn quốc đại sự kiện. Nghĩ tới đây, hắn cầm lên điện thoại trên bàn, gọi ra ngoài. Uy, 7 giờ tối nay Ánh Sao sáng tin tức mới, trọng điểm thông báo cái gì, trở về dư đài trưởng, hôm nay chủ yếu nặng ký tin tức mới là Gà Ngươi thật đẹp ra album mới rồi, toàn bộ hủy bỏ cất chó gà ngươi quá đẹp, đã sớm thấy ngứa mắt rồi, ngươi lại gọi bên trên truyền trực tiếp chủ quản, lưới môi giới chủ quản, cùng đi phòng làm việc của ta, tối nay ba cái bình đài. Thông báo bố một cái đại tin tức mới, toàn bộ tinh tinh đài truyền hình. Kênh truyền hình, internet truyền thông, phía chính phủ truyền trực tiếp giữa. Quyết định ba cái bình đài đồng thời bắt đầu sử dụng, dùng lớn nhất dung nhan, báo lại đạo đại sự này, ngày đầu canh thứ năm tiếp tục cố gắng cố lên gõ chữ sách mới tuyên bố ngày đầu thành tích chính là quyển sách này mệnh cầu theo dõi thêm kệ sách thăng cầu kim đậu cầu phiếu đánh giá cầu khen thưởng cầu bình luận đóng hoặc đơn đóng hoặc đơn vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền bỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền bỏ mẹ ra mắt túc chủ gì tao bảo là mày phiền bỏ mẹ không phải tên phiền bỏ mẹ